Hi, xin chào các bạn đã quay lại kênh của Sĩ Phú TV nha. Hiện giờ mình đang ở nhà sách Phương Nam. Mình thấy bên ngoài có nhiều cái chương trình giảm giá rất là hay. Mình đang đi xem vào xong nhà sách coi có một cái cuốn sách nào hay không, có thể mua về để mà thưởng thức. Mình đang đi qua cái bãi đi xe này. Mình mới gửi xe xong, giờ mình đi vô đó để coi có cái quán cuốn sách nào hay không. Đó, thì bây giờ nhà sách Phương Nam là giảm giá phía trước nè quý vị. Rất là đông ha, rất là đông các bạn trẻ đam mê đọc sách với lại thích đọc sách thì họ có thể ở đây sẽ bóp rất là nhiều nè. Thích đó. Nhiều loại sách hay quá, sách cũ. Game hay nhất. Đó, vì xem có nhiều loại sách lắm rồi. Chị chú à, anh cho hỏi cái sách này sách cũ anh à, cho hỏi sách kinh doanh là nằm đâu anh biết của mình đang phải là đang tìm một số quyển sách về kinh doanh để mình gây qua đây để coi như thế nào. Dạ con mua đâu sách Phương Nam à. Ồ đây là trò chơi để cho mấy bé rồi để dịp Noel ha, này có nhiều cái lợi sale off sách rất nhiều. Ồ sách này cái gì đây, nhiều quá. Đây, quý vị thấy không? Noel nên có nhiều cái lễ hội sách show off rất là nhiều ha. Đó, các bạn đang kiểm tra có cái lô sách nào hay thì mua về. Ồ, đây tính tiền. Đông quá. Đông thiệt. Được rồi, trong. Đây cây thông Noel nè, đẹp cây ha, trang trí lại nhà sách nè. Tuyệt vời. Ở đây có một cái quán cà phê để có ngồi đọc sách nha quý vị. Ý tưởng rất là hay ha. Xung quanh đây. Em ơi, à có mấy cái túi sách này gửi đâu em? À gửi tủ ngoài. À, mình đi ra gửi mấy cái đồ của mình xong mình để bước vào. Rồi. Đây có mấy cái túi sách. Hay ha. Đồng quá. Ủa? Hết tủ chứa đồ luôn hả ta? Hết tủ chứa đồ luôn rồi, đông quá rồi. Rồi toán khó đây, hết tủ chứa đồ luôn rồi. Quá đông, du lịch này. Em ơi, ngoài đó hết tủ luôn chứa đồ luôn rồi. Ở đâu em? Đi ra tìm lại cái chìa khóa một cái chỗ cái đồ. Ôi số 10. Ơi số mình là số 10. À đây số 10 đây. Bỏ đầu vào ha. Vào sách ở Việt Nam Sài Gòn quý vị. Bằng đường 3 tháng 2. Đó, bỏ hết đồ vô đây. Đó.
đồ xong rồi, giờ mình vào trong rồi có gì tìm những quyển sách hay. Đây là các cái đã phía trước, mỗi cái hàng nó có một cái bảng để mà cái nội dung sách đó quý vị đang tìm đó, tuổi mới lớn à, con học Việt Nam. Nguyên ơi, để chị dưới mà. Đó, nữ công gia chánh nè, nhiều cái thể loại sách rất là nhiều ha, chọn vào cái đầu một sách rồi mình vào rồi mình coi. Đó thì ở xung quanh đây ngoài sách ra họ còn bán những cái đồ phân phòng phẩm nè, đồ chơi trẻ em. Đó, để mình đi dạo một vòng cho quý vị xem ha. Đây, rác đồ trang trí Noel này rất là đẹp. Mình chơi trẻ em. Túi sách là dễ thương ha, Noel mềm quá vậy. Màu xanh dây nè. Rồi các dây kim tuyến trang trí cây thông. Rất là đẹp ha. Đó, nhiều loại lắm quý vị, nhiều màu. Bên đây là các bé rất là thích nè. Kẹp tóc. Nhiều đồ học quà. Học quà dễ thương quá ha. Học quà nè, đó quý vị xem. Này để mình gói quà tặng các bé trong ngày Noel ha. Thiệp chúc Noel. Quá nhiều loại đẹp. Nhìn trang trí đơn giản mà rất là đẹp ha. Đẹp dễ thương nghe không. Me and you, Christmas tree. Quạt. Đó, các khung hình nè, rất là nhiều sản phẩm đẹp và hay ha. Đây, đĩa ban nhạc, các cái âm nhạc của Việt Nam đây cũng rất là phong phú, mình rất là thích. Tuấn Hưng, Tìm Lại Bầu Trời, album này cũng lâu rồi. Đây, phía gần cuối của nhà sách Phương Nam đây quý vị. Bữa nay rất là đông ha. Đây là văn phòng phẩm, khu hàng ngoài phòng phẩm đây. Đông quá mình vô không được, thôi mình đi vòng. Thỏ thích chọn lựa ha. Đây, các cái mô hình máy bay này đẹp không? Các loại bút nè. Trời ơi. Đây là các thể loại sách cho trẻ em nữa quý vị. Mình lại thích loại sách kinh doanh. Đây. Kinh tế thương mại. Đây, mình sẽ coi có cái quyển sách nào hay không. Bất động sản thì tiết chung không gian này. Nguyên lý 80-20 cái loại sách này sẽ là cái gì này. Nhiều quá, nhiều loại quá. Một cái hơi chính niệm trong cuộc sống hàng ngày. Quay lại những cái cuốn sách hay về kinh doanh.
đây quầy hàng kinh tế thương mại nha quý vị. Đó, ngày thực kết quả của Toyota. Ông sát này tôi con luôn là cái symbol sáng sớm bị ít bánh răng khởi nghiệp cùng đến thành công. Ồ, kiến này là cũng có một số anh em mà người thầy mình khuyên là đọc cuốn này đây. Quay kia ấp dùng thành công rồi tư duy triệu phú ha, cái đoạn thành công cũng sẵn là hay ha. Mình quay lại xong là mốt mình có tư liệu mà mình sẽ tìm kiếm những cuốn sách hay để mình đọc. Còn cuốn này cũng hay lắm nha quý vị, cuốn Góc nhìn Alan nè, những bài chưa xuất bản, tiến sĩ Alan Phan nè quý vị, tỷ phú IPO trên thị trường chứng khoán đầu tiên của người Việt gốc Việt tại Mỹ nha. Bác rất là tài giỏi. Bây giờ siêu thị cũng rất là đông ha, và lại tấp nập.